Rồi, xin chào các bạn đã đến với các video chia sẻ thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện một ca khúc cũng khá là hay của khá là hot, một sáng tác của Thanh Hưng, nhạc sĩ Thanh Hưng, do bạn Anh Quân, ca sĩ Anh Quân, Phạm Anh Quân hay là Quân AB, được gọi là Quân AB. Ok, thì ca khúc có tên là Ai Là Người Thương Em, một bản ballad rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau tập luyện bài hát này để mình có thể gọi là có một cái khái quát nho nhỏ về cái vấn đề là làm sao để hát được một bài hát ballad như thế này. Rồi, đầu tiên thì bài hát này là một bài hát có cái tông là si thứ. Ok, ok ha. Mình cho cái nhạc nhỏ nhỏ thôi để mình có thể dễ nghe cái giọng mình hơn. Ok, tiếp theo đó là tông si thứ, là tông cái bài này mình hát đúng tông của bạn ca sĩ Nam ha, đúng tông bạn ca sĩ Nam. Bởi vì nó có một cái vấn đề rất là hay ở đây, đó là cái bài này á, mình sẽ nói cho các bạn biết là bài này rất là khó hát. Nó khó ở cái chỗ gọi là cái quãng giọng á, cái cao độ của cái bài này nó rất là khó. Cái nốt thấp nhất á, theo mình đo được á, là nó xuống phà. Phà thăng thứ. Đó. Còn cái nốt cao nhất thì mình chưa đo. Nhưng mà nó cũng rất là cao. Nó rất là cao thì cái bài này thường là giọng của Quân AB là giọng nam trung, bariton rất là rõ ràng ha. Là tại nếu các bạn muốn biết là giọng bariton, giọng nam trung hay là như thế nào thì các bạn có thể xem lại các video hướng dẫn của mình về những cái loại giọng đặc biệt. Còn giọng của bạn Quân AB là giọng bariton nên nghe rất là dày dặn và đầy đặn, nghe rất là tình cảm có sẵn luôn ha. Như mình đã nói trong những video lần trước, thì các bạn nếu muốn tìm hiểu thêm thì các xem có thể xem lại video ha. Rồi, lý do tại sao bài này nó vậy thì bởi vì giọng của Quân AB rất là tình cảm, rất là hay, giọng bariton nó nghe dày đầy đặn lắm. Cái thứ hai là cái quãng giọng của bài này rất là khó hát, cao cũng khá là cao so với giọng bariton nha. Còn thấp thì cũng rất là thấp, rất là thấp, xuống tới phan thứ đó, rất là kinh khủng, nên bài này rất là khó hát. Nếu mà để hát được bài này mà trôi chảy là cũng mệt mỏi lắm. Thì hôm nay bởi vì bài này nó có những cái đặc điểm như vậy và cách làm sao để hát tốt bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên mình sẽ dạo trước cái bài, cái phần đầu của nó. Rồi. Người con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lúc buồn. Đây, cái chỗ này là rất là khó nha. Lúc buồn, nó xuống tới pha thăng tứ nè. Buồn, lệ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn. Ôm thật chặt vào ai không như đứa trẻ. Ê, rất là thấp đúng không? Rồi tiếp tục. Người con gái anh từng yêu quên rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi. Hoàng hôn xuống ta kề vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Để hát được khúc này á, là các bạn phải làm cho mình hai việc. Hai việc đó là thứ nhất là cái giọng của mình nó cần phải thư giãn. Thư giãn, phải mở được cái vùng phía sau của cái giọng á, cái chỗ mà mở á, giọng mình nó sẽ mở cái phần chest và phần head ra, thư giãn. Người con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lúc buồn. Đó, đầu tiên là như vậy. Để hát được các bạn phải mở ra, các bạn thả lỏng, các bạn đưa hơi ra phía sau nhiều hơn. Rồi, đó là cái thứ nhất. Lệ con rơi khi ngồi xem thước phim buồn. Ôm thật chặt vào ai không như. Rồi tiếp theo các bạn có đoán được cái điều gì thứ hai không?
Yếu tố thứ hai là các bạn phải làm cho cái giọng của mình nó dày hơn, nó tròn hơn bằng cách là mình đừng có phát âm theo cái kiểu là bẹt bẹt nữa. Mà cái bài này á, để mà cái âm thanh của nó dày hơn thì các bạn phải ráng đưa cái âm thanh nó về là người con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lũng buồn. Rồi cái đó là cái hai cái yếu tố, thứ nhất là giọng mình lúc nào cũng phải tròn. Cái yếu tố thứ hai là lúc nào cũng phải đưa âm thanh ra phía sau, đưa hơi ra phía sau để mở được cái khoảng vang phía sau, mở được vùng chest voice và vùng head voice thì âm thanh của mình nghe nó sẽ rất thoải mái, cái những cái cao độ nó cũng sẽ tự nhiên hơn, nó hay hơn, nó tình cảm hơn. Ok ha, hai yếu tố đó. Rồi đầu bản là như vậy. Mình trong cái khúc đầu này nè, mình thấy có một cái chỗ rất là khó là cái chỗ mà nó xuống cái tông cao độ, nó xuống tới pha thăng thứ. Pha thăng thứ là nó cực kỳ khó với những bạn hát giọng cao nha, cực kỳ khó. Như mình nếu mà mình chỉ có bản năng thôi đó, là mình giờ giọng tenor, giọng nam cao nè, nếu như mà bản năng thôi thì không bao giờ mình có thể hát được cái nốt pha thăng thứ này. Bởi vì ngày xưa cái giọng của mình xuống tới đô, tới si là thua gãy rồi. Đô si, đô si. Đó, ngày xưa đó, xuống tới đô si là gãy rồi. Đô si, la sa la mi. Đó. Rất là thấp. Xuống cái là nó đè cái thanh quản làm khó chịu liền lập tức. Đó, giọng mình là giọng tenor nên mình xuống thấp rất là khó, mình chỉ có cái lợi thế là lên cao thôi. Nên những bạn nào mà tenor mà giữ cái giọng này là giữ cái tông này hát là phần lớn là gãy cái chỗ mà nốt thấp luôn, nốt chỗ mà đứng dưới mưa lúc buồn á. Đó, thì để hát được bài này, nhưng mà ác đạn một cái mà chút xíu nữa mình lên cao nha, mình lên cao là đảm bảo cái bài này nó bắt buộc là cần tới giọng tenor hỗ trợ mới lên cao được. Khó nha bài này, cái quãng giọng của nó cao thì rất là cao mà thấp rất là thấp. Đó, quãng giọng cực kỳ khó nên bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ. Vậy thì các bạn phải muốn hát được cái nốt cao đó thì các bạn phải hát được chest voice. Nốt thấp, cái chữ buồn á, lúc buồn là các bạn phải hát được chest voice. Mà muốn chest voice như vậy á là mình các bạn phải làm cho đầu tiên là làm cho cái giọng mình dày lên nè. Thứ hai là đưa cái giọng ra sau nè. Thứ ba là kéo cái giọng nó xuống ngực chút xíu nè. Lũng buồn. Đó, mình kéo cái giọng chest voice xuống ngực. Nhớ nha, không giọng phải dày, chắc cái giọng lên. Thứ hai là đưa ra xa, là thứ ba xưa sau, và thứ ba là kéo xuống thì nó mới hát chữ lúc buồn. Nó mới ra được cái chữ buồn, nó không thôi là sẽ hát không tới, nó gọi là bị người ta phô nút cao, mình là bị phô nút thấp. Đó là như vậy. Rồi, đầu tiên đó là như vậy ha. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ nói tới bài phần tiếp theo. Khúc đầu thì chỉ có thế khó thôi. Cố gắng hát làm sao để cho cái bài của mình nó có tình cảm hơn nha. Một lần nữa mình vào vai một chút xíu, mình hát nhẹ nhàng tình cảm. Hát như là mình đang tâm sự. Tâm sự cho bạn nghe, cho bạn biết là cái người con gái của tôi ngày xưa như thế đấy. Người con gái anh từng yêu sao rồi, có một mình đi dưới mưa lũng buồn, lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn, ôm thật chặt vào ai không như đứa trẻ. Người con gái rồi, có những chiều tay nắm tay ngóng đợi. Phút này cũng rất là khó chứ, ngóng đợi ha. Ngóng đợi hoàng hôn xuống, đẩy hơi nè. Hoàng hôn xuống vai kề vai, nhập vai vô á. Hoàng hôn xuống vai kề vai, nói những lời nức nở lên, những lời
rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhau thôi. Đó, ok, thả hơi, nức nở, quyến luyến, kéo. Nói chung là xử lý bằng mọi cái sự thông minh của mình tính toán, mình tập luyện, mình phải cũng phải tính là khúc này phải hát làm sao để cho nó nức nở, cho nó vô, chứ bài mà nó nghe phè, nghe nó chán dữ lắm. Ok, tiếp theo sẽ tới cái phần gây cứng. Ở đây là phần phần điệp khúc, phần đòi hỏi các bạn phải có một giọng cao. Wow, đoạn đầu thì phải giọng thấp, đoạn sau là giọng cao, khó kinh luôn. Bài này rất là khó nha. Rồi, yo. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, đường anh ôm phía sau lưng em nói bên anh. Qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ em là người cho anh yên bình. Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành. Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên em rồi. Thôi sai lời, người mình thương thì chẳng nhớ tên quen thuộc. Ok, rồi. À, thì cái này rất là khó nha, cái giữ âm thanh. Tại vì khi bạn đã làm cho cái âm thanh nó dày rồi, phía dưới rồi, khi lên trên bạn cố, bạn kéo cái cục âm thanh nó lên trên, bạn đẩy ra phía sau và bạn cố gắng giữ cái âm thanh của mình nó tròn để nó tạo nên một cái cảm xúc đầy ở trong đó. À, để cho người ta tạo cái cảm giác, bạn nghe anh Quân khi mà anh Quân hát nó rất là tròn đầy. Nói chung là một cái kỹ thuật của cổ điển đấy. Thanh nhạc cổ điển lúc nào có âm thanh dày như vậy, nó vẫn có cái hay riêng. Và lý do tại sao mà bài hát này nó rất thành công ở cái chỗ là anh Quân biết cách kết hợp giữa giọng cổ điển và giọng nhạc trẻ, cái sự kết nối đó bằng cái sự cảm xúc, cái mối liên kết của cảm xúc rất là hay trong bài hát này. Và mình sẽ tập lại nha. Giữ một âm thanh tròn đầy và đưa ra phía sau và nhấc nó lên head voice một chút xíu, nhấc nó lên head voice. Nhấc nó lên head voice một chút xíu, đẩy nó lên để cho cái âm thanh nó được liền mạch từ chest voice lên head voice nha. Các bạn nghe kỹ lại nè. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắn em bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, đường anh ôm phía sau lưng. Ôm đường anh ôm. Khúc này mình chuyển qua mix voice một chút á, tại vì cái vận hành âm thanh nó rất là tự nhiên. Khi bạn đưa lên hết phôi tới những cái đoạn nó cần giữ âm thanh, từ đó nó sẽ chuyển ra phần mặt nạ, chuyển qua từ mức vòng mid vào thôi. Đường anh ôm phía sau lưng em, đúng không? Lúc nào mình cũng phải giữ một cái âm thanh tròn vậy. Em muốn bên anh, qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em? Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em yên bình. Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành. Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Và hai trái tim xanh. Oh, hai trái tim xanh là nó lên tới pha thăng và son 4, đúng không? Đó, thì cái này tông tông này rất là cao, nhưng mà nó treo liên tục, nó sẽ làm cho các bạn dễ bị mất cân bằng cái việc đó. Việc hát những cái nốt cao như vậy thì rất là khó nha. Hai trái tim xanh.
rất là khó đối với các bạn nam trung. Những cái bạn nam cao mới có thể lên được những cái nốt này nó thoải mái thôi, nhưng mà lên được cái nốt này thì lại đoạn đầu hát nốt thấp không được đấy. Cái hay ở cái hay hay ở cái bài này đó là đầu thì rất là phải đòi hỏi thấp, là nó bắt buộc là phải nam trung mới thấp được, mà tự nhiên đoạn sau thì bắt buộc là phải nam cao hát mới thoải mái được. Rồi pha son pha mi cực kỳ khó hát luôn. Hai trái tim sai, tiếp tục nha. Quên hết bao năm đi bên, quên hết bao năm đi bên em, anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ. Chứ đừng có nhớ mà đặt ở đây, mà là nhớ lúc nào cũng mở âm thanh tròn bên trong hết. Để làm gì? Khi các bạn mở âm thanh bên trong, mở khoảng vang bên trong thì chest voice và head voice nó làm việc rất là hiệu quả, nó làm việc rất là tốt. Và cái giọng, cái quan trọng là cái giọng hát của bạn nó rất là tự nhiên, nó không có bị phải là kỹ thuật này phải kỹ thuật kia cả. Bạn cứ hát theo cái cách của bạn thôi, tự động nó sẽ vận hành theo cái điều, theo cảm xúc của bạn, theo cơ thể của bạn, nó làm tự nhiên nhất đó. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên, quen thuộc rồi. Cố một lần nữa nha. Rồi ok, một lần nữa. Cô gái, cùng nhau hát mọi người ơi, mọi người ơi, cùng nhau hát nào. Cô gái anh yêu, hãy quan tâm anh và nhắn anh bao điều. Em thích hoa hồng và mùa đông, đường anh ngắm phía sau lưng em mỗi bên anh. Qua bao nơi em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em yên bình? Em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn an lành. Xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh. Quên hết bao năm đi bên em, anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên quen thuộc. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên anh rồi. Đó là một cách xử lý. Ví dụ mình muốn phá bài hơn. Người mình thương giờ chẳng nhớ tên anh. Đó cũng được, nên nếu bằng năm cao. Không, người mình thương giờ chẳng nhớ tên đó. Ví dụ như bạn là năm cao, bạn muốn feel kiểu đó, còn hay là bạn muốn lắng động thì nhớ tên anh rồi. Đó là một cách, đó là bạn có thể suy nghĩ ra nhiều cách nữa, nhiều cách feel nữa, thấy không? Ok, thì bài này nó tới đây như vậy thôi, không khó hát lắm, nhưng mà mình chú ý lại những cái mà mình đã nhấn mạnh ở phần đầu á. Phần đầu mình phải sử dụng âm thanh mở và tròn ha, thoát ra phía sau, đưa ra phía sau, thoát là dày ra để nó làm việc phần chest voice và head voice hiệu quả. Sau đó áp dụng cái đó đưa ra tiếp tục luôn để đẩy lên phần head voice tốt và vận hành nó một cách tự nhiên nhất, để tạo nên một cái bài hát cảm thấy mình hát xong mình cảm thấy không bị áp lực cho lắm, mà mình cảm thấy là có một cái cảm xúc là mình chưa thỏa mãn được cái cảm xúc thôi, chứ không phải là gọi là hát bị mệt, mà không không mệt lắm, nhưng mà chưa thỏa mãn là mình phải, lần này mình phải nhắm mắt lại, mình phải feeling hơn nữa, ví dụ như vậy ha. Ok, chúc các bạn thành công với ca khúc Ai là người thương em, Ai là người thương em của Quân AB, một sáng tác của Thanh Hưng. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Bye bye.